So với con số hơn 1.500 bệnh viện lớn nhỏ trên khắp cả nước, thì số nơi chăm sóc, chữa trị các bệnh nhân phong chỉ vỏn vẹn có 10 cơ sở. Chưa kể, giữa cuộc sống bộn bề, bận rộn ngày nay, những trại phong này còn đang dần xuống cấp và bị lãng quên, khiến cuộc sống của các bệnh nhân càng rơi vào cảnh tù túng, khó khăn và thiếu thốn. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, trại phong Đá Bạc nằm giữa những ngọn đồi heo hút. Trước đây từng có khoảng 100 người bệnh điều trị, sinh sống tại đây, nhưng sau khi xuống cấp trầm trọng, nhiều bệnh nhân đã được di chuyển ra nơi khác. Chỉ còn lại 10 mảnh đời bất hạnh vẫn xin tự nguyện được ở lại để chăm sóc nhau những năm tháng cuối đời và nhang khói cho những người đã mất. Hay như trại phong Quả Cảm hiện có hơn 70 bệnh nhân đang điều trị, trong đó phần lớn là các cụ già trên 70 tuổi. Tại đây, nhiều gian nhà giờ khóa cửa bỏ không, có những gian mái nhà bị dỡ xuống, trông lạnh lẽo và hoang tàn bởi nhiều cụ đã mất. Số cụ còn lại cũng đang ở tâm thế dời bắt đi lúc nào thì phải đi. Điểm chung của các trại phong này là sự hoang tàn hiện rõ qua những dãy nhà xuống cấp, cách biệt với thế giới bên ngoài, tạo cho người ta cảm giác vô cùng tù túng, cô quạnh. Lựa chọn ở lại nơi hoang tàn, cuộc sống của nhiều ông bà bị bệnh phong càng thêm khó khăn vì không còn nhận được trợ cấp. Sau trận dịch Covid-19, số lượng người đến các trại phong để thăm hỏi, giúp đỡ cũng trở nên thưa thớt. Tại đây, người bệnh không chỉ phải trải qua nỗi đau khi cơ thể đang dần bị ăn mòn, mà sự tủi hổ bị xa lánh mới là nỗi đau lớn nhất. Thậm chí không ít người đã nghĩ đến chuyện ra đi. Nhưng chính nhờ sự động viên của các chị em cùng cảnh ngộ mà họ mới có thể cố gắng sống tiếp quãng đời còn lại.